Chưa thống kê đầy đủ số lượng cá bị chết đợt này, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đã có khoảng hơn 10 hộ với số lượng từ vài trăm ký đến cả chục tấn, thiệt hại ước tính trên 1 tỷ đồng. Phần lớn cá chết là cá rô phi và cá chấm cỏ. Cá chết một cách đồng loạt và trương phình, bốc mùi hôi thối nên phải vớt để tiêu hủy hoặc ủ làm phân bón. Gia đình nhà chú thiệt hại thì ước chừng trong tổng số 10 tấn cá thì thiệt hại khoảng 7 tấn đến 7 tấn rưỡi là đã chết. Còn cái số còn lại thì cũng chưa biết là nó còn chết tiếp nữa hay không. Nói chung là địa phương thì nếu hỗ trợ thì bằng cách là nếu như là có cái chương trình nào của nhà nước hỗ trợ cho cái đợt hạn này thì hỗ trợ được bao nhiêu thì cũng cảm ơn, mà không có thì cũng hỗ trợ thí dụ như là khoanh vốn hoặc là cho đảo nợ đảo vốn để làm tiếp nữa tới. Nhận định ban đầu của các hộ nuôi cá là do ảnh hưởng của thời tiết hạn kéo dài, nhiệt độ nước trong hồ tăng cao, làm nguồn nước thiếu oxy. Tình trạng cá chết vẫn đang tiếp tục diễn ra khiến nhiều hộ dân nuôi cá lo lắng, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế của các hộ nông dân ở Bảo Lộc. Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng hiện quản lý 35 công trình thủy lợi, gồm 17 hồ chứa, 10 đập dân và 8 trạm bơm. Diện tích tưới theo thiết kế là gần 20.000 ha và thực tế phục vụ tưới hàng năm cho khoảng 15.000 ha cây trồng. Riêng năm nay chỉ mới tính riêng vụ sản xuất đông xuân, kế hoạch tưới bị giảm từ 5 đến 7% do nguồn nước khan hiếm hơn năm ngoái.